Moscow cáo buộc Mỹ huấn luyện khủng bố tấn công Nga. Tình báo Nga cho rằng quân đội Mỹ tập hợp và huấn luyện 60 phần tử khủng bố tại Syria để tấn công quan chức và nhân viên an ninh nước này. Quân đội Mỹ đang tích cực tuyển mộ các chiến binh từ những nhóm jihad có liên kết với nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Al-Qaeda để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Nga và thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Cục Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga SVR ngày 13 tháng 2 cho biết. Theo SVR, Mỹ đã tập hợp được 60 phần tử khủng bố hoạt động tại Trung Đông và huấn luyện những người này cách sản xuất và sử dụng thiết bị nổ tự chế tại căn cứ quân sự Antan tại Syria. Cơ quan này cáo buộc Mỹ đặc biệt chú ý tới lập kế hoạch tấn công vào những cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỹ đang nhắm tới triển khai các chiến binh này theo từng nhóm nhỏ tới lãnh thổ Nga trong tương lai gần. Những nhóm này sau đó sẽ nhằm mục tiêu vào nhân viên ngoại giao, công chức, nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân, SVR cho biết. Chúng tôi nhận thấy các cơ quan an ninh Mỹ đánh mất mọi nguyên tắc đạo đức, bị ám ảnh bởi ý tưởng điên rồ làm suy kiệt nước Nga. Các chiến lược gia của Washington cho rằng có thể trực tiếp sử dụng những kẻ khủng bố cho mục đích xấu xa của họ. Tuyên bố của cơ quan tình báo Nga có đoạn. Điều này đặt Washington ngang hàng những nhóm khủng bố quốc tế lớn nhất. Mỹ chưa bình luận về cáo buộc của tình báo Nga. SVR cũng không đưa ra các bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình. Lãnh đạo SVR Sergei Naryshkin tháng 12 năm 2022 tuyên bố Nhà Trắng đang theo đuổi chính sách tạo ra một vành đai bất ổn quanh Nga. Ông Naryshkin tuyên bố cơ quan an ninh Nga và các nước thành viên SNG có mục tiêu chung là chống lại các hành động phá hoại của phương Tây trên lãnh thổ của chúng tôi. Căn cứ Antan của Mỹ nằm án ngữ trên tuyến cao tốc Baghdad-Damas gần ngã ba biên giới giữa Syria, Iraq, Jordan. Tuyến đường này được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực. Mỹ thành lập liên quân với nòng cốt là dân quân Syria từ năm 2016 nhằm huấn luyện họ chống lại IS. Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng tại căn cứ Antan dù lực lượng người Kurd hồi tháng 3 năm 2019 đánh bật IS khỏi tiền đồn cuối cùng tại Syria. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai lực lượng bất hợp pháp tại căn cứ Antan, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh của họ tại Syria được bảo vệ. Tên lửa nửa triệu đô của Mỹ bắn trượt vật thể bay. Phi công máy bay chiến đấu của Mỹ phải dùng tới 2 lần khai hỏa tên lửa mới bắn hạ được vật thể bay không xác định ở phía trên hồ Huron gần biên giới Canada. Giới chức Mỹ thừa nhận máy bay chiến đấu F-16 của nước này phải dùng tới 2 lần phóng tên lửa không đối không M9X Sidewinder để bắn hạ một vật thể bay không xác định ở không phận phía trên hồ Huron gần biên giới Mỹ-Canada hôm 12 tháng 2. Mỗi tên lửa này có giá ít nhất 400.000 đô một quả. Chúng tôi biết tên lửa đầu tiên bắn trượt và đã rơi xuống hồ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định, chúng tôi đã đảm bảo không phận, khu vực phía dưới không có hoạt động thương mại dân sự hay giải trí nào. Chúng tôi rất thận trọng khi lên kế hoạch để các phát bắn được thực hiện an toàn. Sau phát bắn không thành công đầu tiên, máy bay F-16 của Mỹ tiếp tục khai hỏa tên lửa M9X Sidewinder thứ hai để bắn hạ vật thể bay. Lực lượng an ninh của Mỹ đang tìm kiếm các mảnh vỡ của vật thể được mô tả có cấu trúc hình bát giác gắn nhiều dây treo. Đây là một trong ba vật thể bị quân đội Mỹ bắn rơi trong vòng 3 ngày do lo ngại rằng mục tiêu có thể gây rủi ro cho máy bay dân sự khi bay ở độ cao 6.000 đến 12.000 mét. M9X Sidewinder do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất là tên lửa tầm nhiệt, siêu thanh, tầm ngắn. Các biến thể ban đầu chỉ có thể được sử dụng ở cự ly gần và không thể triển khai vào ban đêm. Tuy nhiên, những biến thể sau đó cho phép nó sử dụng nhiều tình huống khác nhau. 9X là phiên bản mới nhất của Sidewinder, được triển khai từ năm 2003. Tướng Glenn Van Hatch, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ cho biết đầu đạn nhỏ hơn và tầm bắn ngắn hơn cho phép M9X được triển khai an toàn và hiệu quả hơn so với các loại tên lửa khác như M120. Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ hôm 4 tháng 2 cũng sử dụng M9X Sidewinder để bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào không phận của nước này. Vì việc đã làm dấy lên căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng Washington hành động thái quá đối với một khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu. Trong khi đó, Mỹ nói đã tìm thấy những thiết bị có thể làm nhiệm vụ do thám được gắn trên khinh khí cầu bị bắn hạ. Trung Quốc đầu tuần này cũng cáo buộc khinh khí cầu của Mỹ xâm phạm không phận của họ hơn 10 lần kể từ đầu năm 2020.
song Bắc Kinh đã xử lý vấn đề một cách kiềm chế và chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ cáo buộc. Mỹ hối thúc Ukraine thay đổi chiến lược ở giai đoạn then chốt. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng giai đoạn then chốt quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine sẽ đến trong mùa xuân này và Kiev nên điều chỉnh chiến lược để chiếm ưu thế. Cuộc xung đột những tháng gần đây tại miền đông Ukraine có xu hướng chậm lại, không bên nào giành thế thượng phong. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng thời điểm quan trọng sẽ đến vào mùa xuân này, khi Nga dự kiến sẽ phát động một cuộc tấn công và Ukraine thực hiện một cuộc phản công trong nỗ lực giành lại lãnh thổ đã mất, Washington Post cho biết ngày 13 tháng 2. Tính chất then chốt của những tháng tới đối với cục diện xung đột Nga-Ukraine trước đó đã được các quan chức cấp cao của Mỹ như Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Feiner, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đề cập đến. Cuối năm ngoái, Giám đốc CIA William Burns đã tới Kiev để chia sẻ thông tin tình báo với giới chức Ukraine về các kế hoạch quân sự của Nga trong những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh tính cấp bách của giai đoạn này. Chính quyền Tổng thống Biden đang làm việc với Quốc hội để phê chuẩn viện trợ thêm 10 tỷ đô cho Ukraine và dự kiến công bố gói viện trợ quân sự quy mô lớn khác vào tuần tới. Khi xung đột tại Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai, phương Tây cũng đang tìm cách gửi tín hiệu tới Nga rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ không suy giảm. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng cả Nga và Ukraine sẽ không đạt được lợi thế quân sự quyết định trong tương lai gần. Các cố vấn trợ lý của Tổng thống Biden cảnh báo đường lối chính sách có thể trở nên khó khăn hơn sau khi Ukraine sử dụng hết gói viện trợ quốc hội hiện tại. Điều có thể xảy ra vào mùa hè này. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, nội bộ phương Tây đang có sự chia rẽ về việc Ukraine nên tập trung nguồn lực như thế nào trong những tháng tới. Vài tháng trở lại đây, Ukraine dành lượng lớn nguồn lực, binh sĩ để bảo vệ thành trì Bakhmut ở miền đông. Tuy vậy, các chuyên gia quân sự của Mỹ cho rằng kế hoạch của Ukraine vừa bảo vệ Bakhmut, vừa tiến hành phản công vào mùa xuân nhằm giành lại những vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát là không thực tế. Washington cho rằng việc giành lại lãnh thổ quan trọng hơn. Các quan chức Mỹ tin rằng nếu Ukraine tiếp tục giao tranh ở bất cứ đâu mà Nga điều quân đến, điều đó sẽ có lợi cho Moscow. Do đó họ hối thúc Ukraine ưu tiên yếu tố thời điểm, đồng thời tiến hành cuộc phản công mùa xuân đặc biệt khi Mỹ và châu Âu đang hỗ trợ cho binh sĩ Ukraine sử dụng những khí tài tối tân. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng cho rằng ngay cả khi Nga kiểm soát Bakhmut ở miền đông, điều đó sẽ không tạo ra đột phá trên chiến trường, bởi nó không kéo theo sự thay đổi chiến lược nào. Ngoài ra, giới tình báo Mỹ đánh giá kế hoạch giành lại bán đảo Crimea quá sức với năng lực hiện tại của quân đội Ukraine. Các trợ lý của ông Biden nói rằng họ đang theo sát hướng hành động tốt nhất, tạo cơ hội cho Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt trong những tháng tới trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Nga.